Đây, khắc phục từ TV màn hình nhỏ. Samsung nha. Đấy. Một góc à. Đấy. Cái lỗi này lỗi thường xuyên dính lên Samsung ấy. Nhà mình mua cái TV thứ hai rồi. Tí hát một tí tự động chuyển bài. Đấy, chờ tí tự động chuyển bài không ạ? Rồi. Lỗi này tí nữa góc nhỏ 3:34 này có lúc nhỏ hơn nữa. Tí nữa chuẩn bị tự động chuyển bài đó. Đó. Nó báo sẽ đó. Khắc phục cái lỗi này dễ lắm. Bạn chỉ cần bật menu lên. Rồi chọn Smart Hook. Đấy. Ok. Đây, chọn mục đặt lại. Nhập hình như mã pin của nó sẽ được 40. Chờ hơi lâu tí. Mỏi tay. Ngon thôi. Đó, bạn kiểm tra lại bình thường chưa? Xong rồi bây giờ bạn tắt TV đi. Nhà tắt TV đi nha, rồi rút trên mạng. Rồi. Rút chơi nguồn á. Đây nguồn ở đây. Đi chơi khoảng 30 phút sau anh cắm lại được. Sau khi rụt màng nguồn xong nè, cắm lên bật lên rồi sẽ như thế này. Mình ok cài đặt là gì đâu, bắt đầu tiếp theo. Đồng ý tiếp theo. Ok. Chỉ mình tivi thôi. Nhà mình có hình. Nhà ai có anten lắm, chọn anten mà nhà ai có bề tin, tin con có tivi thì chọn tivi thôi. Đó, thì nó chạy. Hơi lâu tí, anh chờ tí nha.
mới nhất rồi đó. Ok, nốt. Rồi chọn YouTube Live này. Tải xuống. Rồi bây giờ để nó này nha. Bạn tắt root TV tiếp. Tắt nguồn tiếp. Đấy, nó cài đặt. Nhưng mà tắt nguồn tiếp. Đó. Rồi. Hơi vất vả tí. Rút nguồn tiếp. 10 phút sau rồi cắm tiếp nha. Vì có nhiều TV mình cài đặt lại smart hút á, thì nó cho mình cài đặt luôn. Có nhiều đặt lại khởi động lên hơi vất vả tí.